Dạ, xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hôm nay Khương Dừa trở lại nhà của bé Hằng. Bé bị xương thủy tinh với lại mẹ là chị Úc Huệ. Thì hôm bữa Khương Dừa có quay video thì rất vui là khi được nhiều anh chị, cô bác hỗ trợ giúp đỡ. Hôm nay Khương Dừa sẽ lấy số tiền đó để Khương Dừa đi tới dạ để đưa cho chị. Dạ chị Huệ ơi, đây chị có nhà. Dạ em Khương chị ơi. Ủa sao nhà tối thui vậy? Ủa chị bật đèn hả? Bật đèn hả? Sao nhà tung tung đi tối thui vậy? Sớm người nhìn vậy? Ấy hả? Sao đóng cửa tối thui à? Mới có 5 giờ mà tối thui à? Chị nấu cơm hay gì? Bé Hằng đâu vậy chị? Bé Hằng không vô, chị nấu cơm rồi. Chào con. Khỏe hả con? Cơm chưa con? Hôm nay chú lại chú thăm con với thăm mẹ. Nay chú về quê, chú có công chuyện về chú thăm mẹ chú. Mẹ chú cũng bị bệnh này. Mà khỏe rồi, giờ chú lên lại Sài Gòn thì sẵn đường đi chú ghé chú thăm con. Với lại bữa chú quay con video con coi chưa? Có nhiều cô chú anh chị thương con lắm á, nói con ngoan ngoãn dễ thương, có nghị lực phấn đấu. Với lại các anh chị cô chú trong ngoài nước gửi tiền để gửi tiền cho chú Khương á, để chú Khương gửi lại cho con để hai mẹ con trang trải cuộc sống. Dạ. Nay mặc đồ đẹp á. Dạ. Chiều nay ăn cơm gì? Dạ, con ăn với cá. Bữa Tết gì giờ vui không? Dạ cũng vui ạ. Bữa giờ có ai tới thăm con nhiều không? Có ai hỏi điện hỏi thăm con không? Dạ, có mấy cô chú gọi ạ. Có cô chú gọi hỏi thăm hả? Dạ. Rồi có nói chuyện với người ta không? Dạ có chứ. Chị nấu gì chị? Nấu cơm cho mấy Hằng rồi. Dạ, chị lấy giấy số chưa? Biết rồi. Chị nay hai mẹ con ăn món gì? Nay mấy Hằng có đòi ăn cá chim. Cá chưng rồi sao? Cá tra chưng. Chưng mắm hả chị? Đậu ngon không? Ngon không, lát em ăn với coi. Nó ăn cái gì làm đó. Dạ, chiên tương hả chị? Chiên tương với cà rốt với củ cải. Chị làm hấp dẫn quá ha. Rồi giờ chưa chuẩn bị cho bé ăn chưa? Giờ chuẩn bị cho nó ăn. Dạ. Bữa em quay clip á rồi em up lên, khán giả họ thương hai mẹ con lắm. Nhất là mấy anh chị ở trong nước thì cũng có gửi tiền nữa, gửi vô tài khoản của em rồi. Với lại mấy anh chị ở nước ngoài cũng gửi tiền về. Có nhiều anh chị hỏi thăm là hỏi chị coi bán muốn làm tạp hóa làm sao á để mấy anh chị giúp đỡ, thì em cũng có hỏi chị á để em biết coi mình mở tạp hóa bao nhiêu tiền để mình em coi các anh chị giúp đỡ quyên góp được bao nhiêu thì em chuyển cho chị để mà chị mở cái tạp hóa, chị buôn bán ở nhà để chị chăm sóc cho bé Hằng cho dễ. Dạ. Thì hôm nay chú sẽ đưa tiền cho con ha, đưa tiền cho mẹ rồi mẹ giữ ha. Thấy cuộc sống vui hơn luôn chưa? Được nhiều người quan tâm thấy không? Đâu phải là nhiều người quan tâm hỏi thăm. Ai hỏi thăm? Ở đâu? Có nước ngoài gọi về không? Dạ có. Nước ngoài gọi về luôn hả? Dạ đa số là ở nước ngoài. Gọi về rồi nói chuyện sao? Dạ mấy cô chú hỏi. Hỏi con sao sức khỏe rồi hả? Dạ. Rồi cũng nói chuyện bình thường thôi gì? Dạ. Bị bệnh ho à? Bị cảm hả? Bị ho rồi đó, cái la cũng nghe. Sao bị viêm họng? Dạ con không biết nữa. Nó uống trà đường, nó vô nước lạnh nó vừa mà. Không chỉ uống nước lạnh, nó uống trà đường hả? Dạ con uống nước lọc con bị ói. Lọc bị ói hả? Rồi có đi khám gì chưa? Dạ không, con bị bệnh chỉ uống thuốc thôi. Uống thuốc hả? Mẹ uống thuốc chưa? Mẹ mua thuốc uống chưa? Dạ rồi ạ. Bữa nay chú về rồi chú có ghé thăm hai bà cháu lụm ve chai á, chú cũng gửi tiền của các anh chị giúp đỡ nữa, rồi giúp đỡ cho con nữa. Con thì các anh chị cô chú ở nước ngoài gửi về cũng nhiều quá, thì chú đưa cho con với lại mẹ rồi giữ đó rồi hai mẹ con tích góp lại để chuẩn bị mình mở cái tiệm tạp hóa mình bán gần nhà ha. Yeah. Quan trọng là chú thấy con vui vẻ là chú mừng rồi. Chứ tiền bạc thì các cô chú giúp đỡ thì coi như động viên mình thôi, giúp đỡ cuộc sống của mình thôi, nhưng quan trọng là cái
tinh thần của mình á, tinh thần mình phải vui vẻ thoải mái mới được. Cơm chưa, cái mẹ bắt cơm ăn đi, chú ghé thăm con xíu, cái chú cũng lên Sài Gòn cũng tối rồi, chú chạy xe chú sợ chú không thấy đường. Nóng không con, trời nóng dữ không? Dạ không, cũng cháy luôn. Cũng điện cháy luôn. À, có cái cô kia cổ gửi về tiền về, cổ kêu mua con cho con cái tivi á. Thì rồi chú đưa cho con rồi mà chắc mẹ đi mua cho con hả? Để con nằm nhà con coi. Có tivi con đỡ hơn, mình thổi lâu bị tổn hơn rồi. Ha. Nhà con đâu có tivi hả? Chỉ nhà con. Ồ, không có cái tivi nào hết. Rồi cô đó cô gửi về rồi cô dặn chú là đi mua tivi cho con. Mà bữa nay chú về trong ngày chú không có mua được. Thì thôi chú đưa cho mẹ rồi, để mẹ đi ra ngoài để mẹ mua cái tivi. Dạ. Dạ không, chị cứ mua tivi cho hai mẹ con coi đi, tại các cô chú anh chị thương lắm, mấy anh chị cũng thương em lắm, cũng tin tưởng, họ cũng gửi thì họ đưa chuyển cho em. Dạ. Nên mình cứ, nên chị cứ đi mua coi cái nào giá vừa túi tiền mình á. Ừ. Rồi vừa cái nhà mình để cho mua vừa phải để mình coi. Chị ăn chưa? Chị ăn cơm rồi trưa. Trời giờ chiều ăn cơm chiều chứ cơm rồi trưa. Ngày ăn lần. Chị ngày ăn lần hả? Ừ. Dưỡng eo hả? Dạ 2 giờ là chị ngưng rồi. Dạ. Tối thì muốn ăn nữa. Đi con. Dạ. Ăn cơm đi con, bữa chú nhớ chú quay con. Cái chú kêu con ăn cơm đi con, cái xong chú hỏi hoài. Nhiều người nói chú Khương vừa kêu con ăn cơm đi mà cứ hỏi hoài, không nhỏ ăn không được. Ăn đi, không ăn chú ăn hết à, ngon quá, cơm ngon thế này. Cơm hấp dẫn quá. Dạ. Gần không, kéo gần xích không? Gần xíu đi. Dạ. Dạ. Bữa giờ tay chân con cũng bình thường hả? Có bị gì không? Dạ không, con chỉ bị viêm họng tí thôi. À, bị viêm họng xíu thôi. Viêm họng thì uống thuốc cũng dễ hết rồi. Tao thương con là thương con cái ngoan hiền á. Ngoan, hiền, dễ thương mà lại học chữ nữa. Vừa ăn vừa nói chuyện. Dễ luôn á. Vậy hả chị? Sáng ăn món gì chị? Vậy, tại món nó thích mà. Vậy hả? Thích ăn món này hả? Con thích ăn nhất món gì? Dạ. Cái gì mẹ nấu con cũng thích hết. Dạ. Gì mà thích con cũng thích. Gì mẹ nấu con cũng thích. Con còn nhỏ mà. Mua cái tivi rồi hai mẹ con coi ha. Nhà coi tivi, có tivi coi nó đỡ buồn hơn. Tivi giờ nó cũng thông minh lắm chị. Có phim mà tivi luôn rồi, khỏi coi cái điện thoại đỡ cận thị chút. Dạ. Chứ nó đưa cái tình hình em nghĩ nó đưa về mà nó coi gần. Con coi gần quá, tại bé nằm ở chỗ không đâu có gì để coi đâu. Thì có cái điện thoại coi kế bên mắt. Đưa lên mình coi. Dạ. Có mấy cái tivi thông minh đó chị, nhưng mà phải vô mạng mới được. Dạ. Dạ. Rồi xong mình vô wifi á, rồi mình vô cái tivi thông minh á, mình vô YouTube mình coi đâu. Coi hình ảnh của con, coi kênh chú Phương Dừa. Dạ. Con ăn đi, đừng mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Nè, chú đưa tiền cho con nè. Rồi chú con giữ nha, con giữ rồi con đưa mẹ. Rồi trong đây có tiền Việt với tiền đô nữa mà chú. Tại vì hôm qua nay chú gom thì hôm qua chủ nhật thì người ta ngân hàng không có làm việc, chú chưa đổi được. Thì chú đưa cho con. À, chú đưa cho con rồi lát chú sẽ hướng dẫn cho mẹ đi ra ngân hàng gần đây để đổi, dễ lắm. Chỉ cần đưa chứng minh thì vô rồi mình đi đổi ra hả. Rồi mình giữ đó, rồi thứ nhất là mình đi mua cho bé cái tivi trước hả chị? Dạ. Mua cho bé hẳn cái tivi trước rồi xong cái thứ hai nữa là mình còn như mình giữ để đó. Để mình gom góp để mình chuẩn bị mình mở cái tiệm tạp hóa. Con vui không? Dạ có. Dạ con.
Con cảm ơn cô chú anh chị đi. Dạ con cảm ơn cô chú với lại chú nè. Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ cho con ha. Lần trước thì là cái quỹ của chú là chú giúp đỡ, nhưng mà chú còn phải giúp đỡ nhiều người nữa, nên chú phải để dành cái quỹ đó đi giúp đỡ nhiều người. Còn cái này là phần của các cô chú anh chị mà coi cái clip á, họ thương con á. Nói gì, nói chuyện chú nghe coi. Chú có thể giúp được nhiều người nữa và con chú sẽ được đúc kim cương ạ. Đúc kim cương. Dĩ nhiên rồi, chú sẽ đi giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn giống con vậy đó. An, mình chú thì giúp không thể giúp hết nổi rồi, nhưng mà có nhiều cô chú anh chị, có nhiều cô chú anh chị cũng thương chú, cũng tin tưởng cho chú rồi. Nhiều người họ chuyển trực tiếp cho chú á, nhiều khi chuyển cho con thì con không biết được nhận. Chị còn chú thì chú lên đi làm, chú có cái địa chỉ thì họ giao, họ quen rồi. Các anh chị cô chú giao cho chú, chuyển cho chú rồi chú chú gom lại dựng tuần lễ ăn lần, cái chú sẽ chuyển cho con ha. Rồi thôi con ăn cơm đi, bây giờ chú tới thăm rồi chú chuyển tiền cho hai mẹ con rồi chú lên Sài Gòn lại ha. Hai mẹ con sống vui sống khỏe nha. Khán giả rất là yêu thương con đó, chào và tạm biệt khán giả đi. Con chào khán giả. Bye con nha. Bye bye mẹ nha. Dạ. Chúc hai mẹ con vui vẻ nha. Chú có dịp chú sẽ về thăm hai mẹ con ha. Bye bye con. Dạ chào tạm biệt khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm tới hoàn cảnh của bé Hằng, cũng như là giúp đỡ cho bé Hằng có một số ít tiền để bé có thể mua cái tivi nè, để bé coi, bé giải trí. Cái thứ hai là bé có một số tiền, mẹ bé có một số tiền để dành dụm tích góp để có thể mở một cái sạp tạp hóa để bán, để gần bé, để chăm sóc cho bé. Xin cảm ơn mọi người ạ. Bye bye.